Ơi, thôi coi lại cho mọi người. Anh Hải nè, đang cầm ánh lá nha, giấc mộng hoàng kim, cung mệnh không. Thiên phú 886, chỉ số tấn công ca rưỡi, tinh thông 389, tỷ lệ 73 sát thương bạo cho 210. Sát thương của chú Thảo 7500, con này đang xài đồng hồ tấn công nha. Thảo thần đang mặc đang cầm cõi mộng ngàn đêm, đang mặc ký ức. Cung mệnh không, thiên phú 98. Tinh thông 670, tấn công 1K3, tỷ lệ 45, sát thương bạo 106. Trời ơi, thổ thần này mạnh vậy. Thổ thần đúng mạnh luôn á. Yamiko đang cầm trấn, đang mặc mít 2 tấn công 2 tinh thông, không được ngon lắm. Thiên phú 98, tấn công K9, tỷ lệ tinh thông 191, tỷ lệ 60, sát thương bạo 207. Trời ơi, con Yamiko này chỉ số cao mà tiếc là bộ đồ nó không được đẹp thôi. Yongli đang cầm trượng hộ ma. Hồi nãy mình mới thay đồ cho mọi người, cũng mặc linh tinh, cũng mệnh không. Thiên phú 10 10 HP 42k. Ấy, anh Tô đang cầm Haran, đang mặc dư âm tế lễ, cũng mệnh không. Thiên phú 97, tấn công 2K1, tỷ lệ 66, sát thương bạo 2.2, sát thương tối thiểu 46%. Vlan đang cầm tiếng thứ dài vô tận, mặc bốn dấu ấn, cũng mệnh không. Thiên phú 88, HP 28k, tỷ lệ 63, sát thương bạo 158, hiệu quả đạp 220, sát thương nguyên tố thủy 46%. Ngon. Này không nâng thiên phú lên nữa. Xin chiêu đang cầm kiếm tỷ lệ tinh luyện 5, thánh di vật 4 chú ấn, cung mệnh 6, thiên phú 11 11, tấn công ca rưỡi, tỷ lệ 52, sát thương bạo 143, hiệu quả đạp 198, sát thương nguyên tố thủy 66%. Ok, con này cũng ngon luôn. Bennett đang cầm phong ân kiếm, thánh di vật 4 tông thức, cung mệnh 5, thiên phú 83, HP 25k, hiệu quả nạp 232, 20% sát thương kỹ năng nguyên tố nữa chứ ngon. Sao mấy con Yong Li này máu ít quá trời, khó chịu dễ sợ luôn. 45k. À quên, chưa có nộ thảo thần. Sao mấy Yong Li thì máu thấp vậy ta? 32k máu là sao? K. Nhưng mà đánh thường đam to, đánh thường đam mấy chục ca không à, đánh thường đam 30k luôn á. Ngộ quá. Thiệt lạ lùng. Thế chơi bộ chơi Yong Li ít máu vui hơn hay chơi Yong Li nhiều máu hay gì? Khó coi đam của anh Hải quá, đam lộn xộn quá. Nói chung là anh ấy vẫn rất là mạnh, anh ấy vẫn quýnh rất là nhanh, chỉ là khó coi đam quá thôi. Đam lộn lung tung beng hết, không có thấy được cái gì hết. Nãy giờ ông đi Dông Ly mà ngộ thiệt luôn á, bên cái thắc mắc là sao thích chơi Dông Ly ít máu á. Lâu lâu nó thả được cục gạch, lâu lâu thả được cục gạch. Lâu lâu nó thả được cục gạch, còn cái khi của nó tới 20 giây luôn. Nhiều người đăng ký đo nu tao dây lan không nhiều. Anh to quýnh cũng lâu thiệt. Trời ơi. Đóng băng nữa chứ. Trời mất chiêu luôn. Này đứa lát nó lên kia. Chắc nó quýnh chết quá. Vậy đi. Chém nó lẹ để đóng băng hoài khó chịu quá mà.
Ok, quýnh đúng 3 phút luôn. Rồi quay lại coi anh Hải đánh vậy. Nãy lên được năm mấy ca, 52k hết nổi rồi. Không biết có ai mặc giảm kháng chưa. Trời ơi, đánh nó đánh thường lên 40k luôn kìa. Đánh thường mạnh giả man luôn á. Đúng rồi, cầm cây này vô đánh thường lên ghê thiệt. Cái này là nó ăn đam đánh thường mọi người. Đánh thường lên 40k luôn. Mấy cây kia đâu lên nổi đâu. Cái gì á, chán dễ xạo luôn, vừa mới đánh mấy cái banh cái khiên. Ê, thấy không, thấy cái tội cái khiên 30k chưa. Báo anh Hải xém rồi, chết rồi. Trời ơi thiệt, xém nữa báo anh Hải rồi. Mê cái khiên 30k. Chơi dung ly thì người ta bêu cái khiên 50k đi. Có sao đâu. nó chém bên nẹt lật ngang thì cứ thấy tội, bên nẹt dễ sợ. Ok. Cái gì đó, anh Dung Ly báo anh Hải. Anh Dung Ly phải là quá báo luôn. À, anh Hải mạnh vậy, quýnh không có được. Trời ơi, 56, hai ba nhát liền. Anh Hải này kỳ nha. Anh Hải nãy quýnh nằm im, anh Hải này quýnh quá, quýnh nó không nằm im. Hãy tính ra cây chấn cũng không mạnh hơn cây kia bao nhiêu. Không mạnh hơn cái ánh sáng bao nhiêu hết. Ok, đúng rồi, anh Hải cầm chấn. Rồi, anh Tô. Cái gì vậy? What the hell? Sao tụi nó dính bong bóng vậy? Anh Tô, quýnh anh Tô lăn lộn luôn. Khúc này căng nè. Rồi, anh Tô chém. Chết liền hai ba con. Ok.
Chết con cung. Sao con kia đứng xa vậy? Anh to anh quýnh không được mượt lắm nhưng mà ok, sát thương anh không thiếu. Nó hơi không được mượt thôi, không sao hết. Vẫn full sao như thường. Easy. Mấy anh chân dài công nhận mạnh thiệt. Công nhận mấy anh chân dài mạnh, mấy anh chân ngắn yếu. Trong đó có anh sao. Mấy anh chân ngắn có trong đó có anh sao trong đó. Công nhận sức mạnh của mấy anh chân dài ghê thiệt. Cái chân dài nó mạnh mọi người ngộ. Cái chân dài nó mạnh còn cái chân ngắn nó chạy không lại, nó yếu. Master of Inazuma Kamisato Art Tachijutsu. Kamisato Ayaka, present.